Với chiều nay còn mấy anh em cũng như mấy thầy trò em lên sóng tiếp cho anh em một con máy này là SS 80 nha anh em. Ngoại hình thì có thể đầu tiên mấy anh em nhìn là không bắt mắt ha, nhưng mà để tí xíu nó em Dương Thừa quay chi tiết rồi anh em nghe cái tiếng của máy của nó rồi anh em nhận xét giùm em nha. Rồi cái điện thoại em nó báo pin yếu không thể sử dụng đèn LED. Cái điện thoại thôi mà để thằng hoài anh em mới mốt có công anh em gửi cho em cái điện thoại mắc cỡ lắm. Em nghiêng qua giùm anh nghe thưa. Ngoại hình thì máy nó gì nên anh em bị nó bị sơn phủ, nhưng mà bánh trớn nó được con gái là rất là dày, là tán bánh trớn nó còn nguyên zin vậy nè. Còn số seri của máy này là giống số 1 quá phải không thưa? Em nhìn phải số 1 hay số 4. Không gà nó sổ mũi của này nó chuyển qua hò anh em ơi. 421220. 42120. Anh em nhìn nắp phi láp này nè. Nó đẹp vậy đó nhưng mà ở ngoài ai sơn sơn phủ gì mà nhìn sơn quắc gì không biết nữa. Hay là này này ngụy trang không biết nữa. Này có khi là ngụy trang cũng chừng anh em ơi. Cho em thấy nắp phi láp gì thì chắc chắn là cái máy không bao giờ tệ. Em nhìn cái nắp phi láp là em nói em đón chắc gì luôn á. Còn thùng dầu thì hơi mớp nghe nè. Dầu hơi mớp ở trên. Ngoại hình thì ai da này em không có đèn lát, nhưng mà chắc chắn cho anh em là cái thùng dầu không bị lủng, bị dầu còn nhóc đấy chứ. Lưu đi thì nó một gánh, hai gánh, ba gánh, gánh bự này không biết nhét cái gì vô mà gánh bự quá không biết có gì không chuyển. Càng chuyển nó tính gọi đèn nó hỗ trợ cho em. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Bữa nào Dưỡng Út với con nhậu bữa nè. Thì con uống hai cốc Dưỡng Út uống gốc. Còn cái lóc nó gì anh em cũng bị sơn phủ luôn, cũng bị sơn phủ nữa. Cái máy này thích hợp đặc biệt cho anh em mình bỏ xa nhà thì em nghĩ là ngoài hình không đẹp. Đây bong bóng thì cái điện này là chắc ăn bong bóng riêng này nè, cái điện riêng mà còn bong bóng thì không biết riêng hay không, để quay lên thì mình mới biết ha. Tới cái nút này cũng bị sơn phủ nữa anh em ơi. Cái chú này ngày xưa cái cô chú nào mà chủ cái máy này là chắc em nghĩ là làm thợ sơn móng tay hay gì nè. Dư nước sơn là xịt, dư nước sơn là xịt, chỉ có như vậy mới dính nước tùm lum, như dính nước sơn tùm lum. Mặt cam này cũng xịt luôn, em nghe giúp thợ làm neo gì nữa. Rồi kết nước đẹp anh em ơi, còn đặc biệt là cái dàn ốc kết nước này rất là ok. Rồi bây giờ trời cũng tối rồi, em sẽ quay cái video ngắn lại cho anh em mình ha. Trước tiên em nhờ thừa test máy dùm cho anh em. Quay máy mà anh em ngồi nhìn tướng thấy anh em thấy cà chớn chưa? Cái máy dày đã anh em ơi. Ngoài hình nữa bởi không có đánh giá được bề ngoài. Không bao giờ đánh giá được bề ngoài, cái tiếng máy dắt lâu luôn á trời. Quá tịch. Làm biết xấu luôn nè người. Rồi nãy em nói anh em làm nhìn cái nắp phi láp làm biết cái máy nó chạy thịt. Nhìn cái nắp phi láp thôi là anh em mình biết rồi. Cái nắp phi láp quá trời nhìn nó đẹp. Nhờ con test lên cái cho anh em coi cái thưa. Em muốn quay kiểu đứng kiểu ngồi kiểu nằm kiểu ngửa gì đó. Em quay cái này em quay đi. Rất là ngon anh em ơi. Ngoài hình xấu nhưng mà chất lượng lại là đạt chuẩn. Em không phải mình khen đồ mình hoài, nhưng mà thật sự là cái máy này cái ngoại hình nó xấu. Ngoại hình thì không được đẹp thiệt, nhưng mà cái máy này chạy rất là chắc. Và em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha.
Mấy này em bán cho anh em là dân ma đó 80, có tông 80 ly là 8 ngựa của mình đó. 8 ngựa nha anh em, là giá 5 triệu, phí ship là 400 ngàn. Còn phương thức thanh toán thì rất đơn giản anh em. Mà anh em chỉ cọc đúng cái tiền phí ship. Phần còn lại là anh em nhận hàng, kiểm tra test máy rồi anh em kiểm tra số seri này nè. Bị một máy thì nó có số seri riêng biệt. Mà anh em lưu ý là khi anh em shipper gọi anh em nhờ anh em mua nhớt thủ giùm em ha, với dầu. Vì khi em vận chuyển em đã rút hết nhớt, rút dầu. Ra rồi có đôi khi anh em không có chuẩn bị sẵn rồi, thời gian nó sẽ kéo dài ha, cũng tội nghiệp cho anh em shipper. Rồi cảm ơn em nhiều nha thưa. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của anh em. Đặc biệt là vui nhất là anh em nói thắng ơi anh chốt cái máy này nữa ớt 80 mà cái mình ghẻ chóc không là khoái lắm à. Chào anh em.